Hello cả nhà hello, thu hoạch mạnh đi. Mấy bữa nay đi làm về thấy rớt sốt ruột quá. À, thời tiết thì nóng, bữa nay nóng nảy quá. Em cảm ơn quý vị ủng hộ channel tiếp tục nha. Em bữa nay hái đi chứ nó rụng, ngày nào về cũng mấy chục trái hết. Nhưng mà được rồi, nó cỡ này nó ok rồi, nó không nhỏ không lớn đâu, ăn được rồi. Thì mận đỏ của em bữa nay bắt đầu cũng rụng rồi. Không sóc răng để lá em sơ qua. Đây này thì hết thuốc rồi, trái đã quá trời luôn nè, chùm này nè. Nó đụng vô rớt. Đó như trái này nõn nà luôn. Ngay ánh nắng nó luôn nè. Ok, thì thu hoạch mận thì phải vậy mới mê chứ. Để bà con coi nè. Đó. Chơi nguyên nhánh luôn, còn đã không? Lặt lá bớt à, chơi nguyên nhánh luôn à, nhánh em để lá em chụp hình sao quá trời luôn. Coi nè, coi đây nè, con ấy nó ăn à, nó ướt chân. Buổi tối mấy con kia lợi đục nè, có theo em nghĩ là con dơi á, tại vì nó ăn luôn cả đây nè, là nó ăn luôn cả trái sung của em cũng bị. Thì giờ mình tranh thủ ăn trước nó. Nó không trồng, nó không tưới mà lại nó ăn mình thấy tức tối. Con nhìn thấy mê không? Đây mận xanh của Thái nó ngọt, ngọt liệm luôn. Nó ngọt nhiều khi ốp rớt nữa, đụng lá rớt nè. Tội lỗi luôn. Đã không? Này trắng ngon, ngon ngọt. Trời quá đất luôn. Nó chùm này cũng nhiều quá nè. Ok, mới có đứng chỗ mà ăn nhiều đây nè. Trời ơi, cái mê quá. Bên đây, đây, bên đây, đây. Chậm đây được rồi nè. Bà con thấy không? Thấy mê không? Đó. Không cho rớt nữa, biết rồi. Thời tiết tất xịt nóng ngoài 100 rồi nha. Tất nữa rồi. Ok, em đầy rổ rồi. Ok, bà con nghỉ chút đây rồi em coi em quay luôn trái này. Mừng hồng sóc trăng để lát em thử luôn nè. Sẵn ở đây luôn, đây nè. Cái trái bự nhất còn đen nãy rớt rồi nè. Rớt hồi sáng đó. Bây giờ đi làm gì mình thấy nó thương phế binh nè. Nhưng mà phải thử cái này, phải ngầm sóc trăng nha. Trái này là cây này nè, bên đây luôn nè. Bên đây, cây bên đây luôn. Rồi, dính làm hái luôn. Rồi. Vừa sóc răng mà vừa sóc sóc sơ bài luôn. Ok, em làm cái clip sơ để em chia sẻ, em xin tổng chào, em tiếp tục hái đi.